Cristiano Ronaldo, những trở ngại và tranh trọng xây dựng dinh thự sang trọng. Mới đi qua nửa đầu năm 2023, tình hình không mấy thuận lợi với Cristiano Ronaldo. Người hâm mộ chứng kiến sự nghiệp thể thao của anh đi từ đỉnh cao đến mức bị bàn tán và trở thành vấn đề tranh cãi. Có thời điểm mối quan hệ của Ronaldo với bạn gái Georgina Rodriguez rộ lên tin đồn rạn nứt. Và mới đây nhất là công việc xây dựng dinh thự tương lai của anh ở thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha. Tiền đạo của câu lạc bộ Al Nassr, Cristiano Ronaldo, đã gây khó chịu cho những người hàng xóm mới của anh, ngay cả khi anh chưa chuyển đến sống ở đó. Tọa lạc tại Quinta da Marinha, khu đô thị hóa đắt đỏ nhất ở Bồ Đào Nha, cung điện tương lai này dự kiến hoàn thành vào tháng 7 này. Tuy nhiên, đó chỉ là thời điểm dự kiến. Thực tế, công trình này đã mất 3 năm xây dựng và cần thêm ít nhất 12 tháng nữa mới có thể hoàn thành. Những người hàng xóm cảm thấy bất mãn với biệt thự đang xây của Cristiano Ronaldo. Người dân địa phương thể hiện thái độ không mấy ấn tượng với tình trạng hiện tại. Họ chán ngấy với những hậu quả tiêu cực mà công trình đang gây ra với cuộc sống hàng ngày. Họ đã xây dựng suốt 3 năm, tạo nên một ngôi nhà lớn đến nỗi trông như một bệnh viện. Đường phố không thể lưu thông trong nhiều tháng và vườn nhà đầy bụi bặm. Truyền thông mô tả biệt thự sang trọng của Ronaldo có một bể bơi bằng kính khổng lồ với lối đi bộ dưới nước. Tuy nhiên, việc thiếu sự riêng tư là điều mà người dân xung quanh cảm thấy lo lắng. Họ cho biết ngôi nhà quá lộ liễu, được lắp kính hoàn toàn. Nhà cao đến mức gia chủ có thể nhìn xuống vườn của nhiều hàng xóm cùng khu.